Trên hàng tiền đạo sau Long An lúc này Olaha đang đá cắt tiền đạo với cầu thủ số 18 Hồ Phúc Tích. Đến lúc này hai bên về cơ bản vẫn thi đấu với sơ chiến thuật 4-4-2. Bên phía Hải Phòng thỉnh thoảng có những pha mà Diego Vargas băng lên chơi như một tiền đạo thứ ba. Một tình huống dùng tiểu xảo kín của Jamie Lan rất láo lỉnh. Đó là pha bóng mà nếu trọng tài biết chắc chắn sẽ là một thẻ vàng.